gặp ngày hôm nay có một cái sự một số những cái khách mời mà mọi người rất là mong đến, và họ là những người hâm mộ của một đối tượng nào đó đang ngồi trong phòng này. Thì ngoài cái buổi họp báo ra thì buổi hôm nay cũng giống như là một cái buổi giao lưu, và bởi vì được truyền hình trực tiếp cho nên là sẽ có một số hoạt động sau cái buổi họp báo. Xin mời mọi người ổn định chỗ ngồi để mà chúng ta có thể bắt đầu được chương trình. Mọi người, chúng ta đã bắt đầu được chưa? Các em không có chỗ ngồi đúng không? Có một số em không có chỗ ngồi thì đang đứng đúng không? Cảm ơn các em hôm nay đã đến để ủng hộ cho chị Mèo. Thân chào tất cả các anh chị phóng viên nhà báo của các báo đài đã đến dự buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào những vị khách quý, những gương mặt truyền cảm hứng đã nhận lời tham gia dự án này. Xin kính chào các vị khách quý cùng tất cả các em. Tên của tôi là Huyền Phan và là Giám đốc truyền thông của tập đoàn CMG Asia. Trước tiên thì thay mặt ban giám đốc của CMG Asia, xin một lần nữa gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả mọi người hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay. Buổi giao lưu của chúng ta hôm nay khá đặc biệt tại vì nó được truyền hình trực tuyến ở trên một số những cái trang fanpage. Thứ nhất là trang fanpage của California Fitness and Yoga. Thứ hai là kênh 14 cũng đồng hành cùng chúng tôi. Và nó còn được truyền hình trực tiếp trên fanpage của một cá nhân ở trong khán phòng này. Và tôi chắc chắn là có rất nhiều người đang lắng nghe và theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Kính thưa các bạn, năm 2017 này là một năm đánh dấu một cái cột mốc cực kỳ quan trọng với tập đoàn CMG Asia. Tại vì năm nay chúng tôi bước qua năm thứ 10 từ ngày đầu tiên thành lập cho đến hôm nay. Trong đó CMG Asia mà tiền thân là California Fitness and Yoga. Đó chính là viên gạch đầu tiên tạo nên một hệ sinh thái tăng cường sự sống bao gồm 18 thương hiệu quốc tế hiện tại đang hoạt động tại Việt Nam. Trong năm nay 2017, Trung tâm California bắt đầu một hành trình tri ân những người Việt, tri ân sự đồng hành của những người tiêu dùng Việt Nam, cùng với một chiến dịch phim ngắn của dự án cộng đồng mang tên I'm More Than You See. Hashtag của chương trình này là I Am More. Đây được coi là một cái chiến dịch có quy mô lớn nhất, bắt đầu một chuỗi những hoạt động tri ân người Việt được Trung tâm Cali thực hiện kéo dài suốt trong năm 2017. Với một thông điệp, hãy tập luyện cho cơ thể và sức khỏe, cũng như ý chí để giúp bạn vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống, giúp bạn thành công hơn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cũng qua dự án này, thông điệp của chúng tôi đến mọi người rằng bạn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và có thể hoàn toàn đạt được những gì mình mơ ước nếu như bạn tin vào sức mạnh của bản thân và không ngừng bước tới. Diễn dạy này từ khi chúng tôi có ý tưởng đầu tiên thì sau khi trao đổi với rất nhiều người bạn bè, chúng tôi đã rất may mắn nhận được rất là nhiều sự hưởng ứng rất nhiệt liệt của các anh chị em làm trong giới giải trí, những người doanh nhân, những người hội viên, và đặc biệt hơn là những người mà câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người khác. Một trong số những cái nhân vật mà tôi có thể bật mí ngay ngày hôm nay mà chúng tôi cũng có cái sự hiện diện của họ, đó tôi xin giới thiệu có anh Tùng Liêu, anh là TV host và giám đốc chương trình kênh truyền hình MTV Việt Nam. Nữ ca sĩ Vũ Cát Tường. Một người phụ nữ cực kỳ nghị lực mà tôi rất cực kỳ hâm mộ. Một người đàn bà đứng đầu trong ngành chạy dài và rất nhiều thử thách khác của Việt Nam. Chị Tiểu Phương của Trung tâm California Fitness and Yoga. Một cô gái mà một năm trước đây, câu chuyện của cô nói với tôi tưởng nhưng như là một giấc mơ, nhưng với khát vọng của em đã làm được. Cô gái chạy vòng quanh thế giới, Miss Thanh Vũ. Có một số nhân vật rất đặc biệt không có thời gian để đến như ngày buổi hôm nay, như là Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương và rất nhiều những gương mặt khác đã đồng ý chung tay tham gia chiến dịch cộng đồng này. Những nhân vật này nhìn thì có vẻ như là không có gì giống nhau. Tuy nhiên, mỗi khi bạn lắng nghe câu chuyện của họ, thông điệp của họ, I am more, chắc chắn sẽ cho bạn niềm tin rằng tôi có thể trở thành đẹp hơn, có thể trở thành tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, bản lĩnh hơn hay hạnh phúc hơn, hơn những gì bạn nghĩ. I am more than you see. Và hành trình dự án I'm More Than You See sẽ bắt đầu chính thức ngay bây giờ, ngày hôm nay, tại đây, khi chúng tôi giới thiệu đến các bạn nhân vật đầu tiên của chuỗi những video clip dài 2 phút này. Cô này là một người bạn của chúng tôi khá lâu. Trước khi theo dõi câu chuyện của cô ở trên màn hình, thì tôi cũng muốn nói qua với các bạn về những gì mà những người khác nhìn thấy ở cô. Tôi có đi một vòng và phỏng vấn một số người ngay trong khán phòng này. Họ nhìn thấy gì ở nhân vật này? Và dưới đây là một số lời nhận xét. Cô ấy có tài năng nhưng thiếu sự bùng nổ. Cô ấy hơi khép nép, thiếu ấn tượng. Hình ảnh cô đấy không mạnh mẽ hay sinh động lắm. Cô đó thiếu sự thu hút và hình như là đang thu mình lại. Thực ra thì danh sách còn dài, chúng ta không cần phải đọc thêm. Những gì mà tôi vừa chia sẻ với các bạn xong, đó là những gì mà rất nhiều người nhìn thấy ở nhân vật này, nhân vật đầu tiên của chúng ta. Liệu từng đó những điều chúng ta nói, chúng ta thấy, chúng ta nhận xét về con người này, liệu có mang cho chúng ta một cái nhìn toàn diện, sinh động, và quan trọng nhất, đó là một cái nhìn thật, sâu sắc hơn về con người mà chúng ta quan tâm hay không? Hay là bởi vì ta nhìn qua lăng kính của mình mà quên nhìn sâu hơn vào câu chuyện của chính họ? Tôi xin phép không làm tổn thời gian của tất cả mọi người ở đây. Tôi xin phép được nhường sân khấu lại và cùng mời các bạn hướng lên màn hình để đón xem sản phẩm đầu tiên của dự án A More Than You See.
đoạn phim ngắn 2 phút 14 giây này được thực hiện bởi C Studio của chúng tôi, đạo diễn Khương Vũ và công ty sản xuất của anh Chai Dao Production. Và câu chuyện tâm sự truyền cảm hứng của nhân vật này xin được phép được bắt đầu. Từ một người làm công việc âm nhạc thầm lặng, quyết định trở thành một nghệ sĩ biểu diễn chỉ trong một thời gian ngắn, Tường đã phải đối diện với tất cả những điều tưởng chừng như không thể nào vượt qua được. Những thông tin chống lại mình, những chỉ trích tiêu cực, cuộc sống cá nhân trở thành đề tài bàn tán. Không vượt qua được, vậy thì phải từ bỏ hay sao? Đúng, đã có lúc Tường nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc cùng cực nhất, thì Tường lại nhớ lại hình ảnh khi Tạ đã được đẩy ra khỏi giá, thì chỉ có một cách duy nhất là nâng lên cho bằng được. Hạ xuống là tự để Tạ đập vào mặt mình. Lúc đó, Tường chỉ biết tự nói đây chính là make it or break it. Mà sức mạnh cơ thể hay sức mạnh ý chí thì bản năng một con người không tự nhiên mà có được. Sức mạnh đó phải được tích lũy từ chính những va vấp trong cuộc sống, và nhất là đến từ việc luyện tập kiên trì, liên tục. Thầy buộc tôi phải vượt qua giới hạn của bản thân mình, phải tăng thêm, nâng thêm, tập thêm, dù mình đã nói là mình đã tập hết tất cả những sức lực mình có rồi. Để rồi khi mình liên tục gặp những sóng gió trong cuộc sống, thì mình mới nhận ra là cảm giác này cũng giống như khi mình đối mặt với những bài tập của thầy, thì Tường quay lại cảm ơn câu nói đáng ghét ấy rất nhiều. Nếu như trong suốt 3 năm qua, Tường không luyện tập dưới áp lực và kỷ luật, thì làm sao mình có thể rèn được sức mạnh như thế? Không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, về thể lực, mà thành quả ý nghĩa nhất của việc luyện tập chính là một tinh thần thép thật sự. Sure, 5 more, 10 more, even 20 more, I can. Sức mạnh bên trong của chúng ta là không giới hạn. Chúng ta mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều. Chỉ là ta có dám bắt đầu thử thách để khai phá chính bản thân mình hay chưa? I'm more than you see. Một đoạn phim ngắn mà chúng tôi cố gắng lấy ra 2 phút trong khoảng 2 tiếng tâm sự nói chuyện với Vũ Cát Tường. Và xin cảm ơn em đã nói một câu chuyện rất thành công, một câu chuyện mà tôi tin sẽ chạm đến trái tim của rất nhiều người. Và tôi xin mời lên sân khấu nữ ca sĩ Vũ Cát Tường. We would like to invite Mr. Randy Dobson, Chairman of CMG Asia. Ông Randy Dobson, Chủ tịch của CMG Asia. Mr. Dan Ford, CEO of CMG Asia. Xin mời ông Dan Ford, CEO của CMG Asia. And a very special person who has been a big friend, mentor, and a great teacher for all of us. Mr. Al Morgan, the master trainer of California Fitness and Yoga. Kính thưa các bạn, ngay lúc này đây, khi chúng ta vừa mới thưởng thức câu chuyện truyền cảm hứng của Vũ Cát Tường, thì phim ngắn này cũng bắt đầu xuất hiện và phát chính thức tại hệ thống các LED của hơn 30 trung tâm California trên toàn quốc. Với cộng đồng mạng thì chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube chính thức của California Fitness and Yoga và website www.cfyc.com.vn. Xin trở lại với Vũ Cát Tường. Em cảm thấy như thế nào khi vừa xem phim ngắn của mình? Thật ra Tường không muốn bắt đầu một cái buổi thân mật như thế này bằng quá cảm xúc và nước mắt, nhưng mà
thật sự là mình không có kèm được. Bởi vì chính bản thân mình khi nhìn lại những cái gì mình đi qua thì mình cũng cảm thấy là nó vượt xa những gì mình nghĩ là mình có thể làm được. Khi mà Tường còn nhớ là cái ngày đầu tiên khi mà Tường gặp chị Huyền thì lúc đó là mình rất là mập, mình rất là kiểu là mình rất là ụt ịch, và Tường biết những cái nhận xét đó của mọi người là đúng chứ không phải sai, đúng với mình ở một cái giai đoạn nào đó mà họ đã gặp mình chứ không phải là sai. Và trong suốt 2 năm hành trình với Kali từ 2014 tháng 9 Tường nhớ là 2014 cho đến bây giờ thì từ từ Tường cởi mở ra rất là nhiều. Từ từ Tường bớt khép kín đi, từ từ Tường bớt tự ti về chính mình. Bởi vì cái đầu của mình nghĩ là mình luôn là cái người bắt đầu sau người khác. Khi mà người ta nhận ra cái điều đó thì mình luôn là người nhận ra cuối cùng. Khi mà người ta đã bắt đầu được đam mê của người ta thì khi mà mình đại học thì mình mới biết là mình phải theo âm nhạc. Cho nên là mọi thứ nó đến với mình chậm hơn người khác rất nhiều, và mình luôn cảm giác tự ti, mình luôn cảm giác là mình thiếu sức hút. Chính vì mình nghĩ như vậy cho nên tất cả người khác đều nhìn mình như cách mình nghĩ về bản thân mình. Và khi mà mình nhìn cái clip này thì mình biết là ồ không, mình còn I'm more than I see. So, cho nên là mình quá xúc động. Tôi tin ở đây không phải chỉ mình Tường mà rất là nhiều người không có tin rằng là I am more, right? Chắc chắn ai cũng có một cái sự tự ti về mình và luôn luôn đánh giá mình thấp hơn là mình xứng đáng được đánh giá. Em còn muốn nói gì với người thầy của em không? You almost cry. Oh, you cry already. Actually, I want to take this chance to thank to my master Al Morgan, who helps me not only transform my body, but also transform my mind and help me manage my life through my life crisis. I want to thank to you. Tôi có thể hiểu được cái xúc động của Tường và ông Al Morgan, tại vì tôi cũng nhìn thấy hai người có rất nhiều thời gian gắn bó với nhau trong những lúc khó khăn cũng như là những lúc mà mình mà họ gặp nhiều cái may mắn. Và và đúng, ông như là một người thầy và đi cùng Tường để cho Tường nhận ra là I am more. How about you, Dan, and the CEO of CMG Asia, and you are the first one who started California Fitness and Yoga 10 years ago. How do you feel about this story? I think I need some tissue first. Can we bring the tissue up to the desk, please? Ông cũng cần thêm một ít khăn giấy tại vì ông cũng đang rất là xúc động các anh các bạn ạ. What I think about and what I really appreciate the message Kat Tung was able to portray, it resonates with me at a very deep level. It makes me think about our members. We have over 150,000 members in California Fitness and Yoga, and no one truly sees what they have accomplished and what they have gone through over the last 10 years, conquering diseases, diabetes, cardiovascular diseases. It's been an amazing journey over the last 10 years, and what people don't see either is people like Fung or people like Al that put in their heart and soul and give everything to their clients like Kat Tung. And you see how the connection is so special to the heart at such a deep level. And people look at us as a fitness center.
And they don't realize we're more than they see. We're so much more than just a fitness center. And when I watch that video, it connects to me and it makes me think about all the lives that we've been able to make life better for them over the last 10 years. Đối với ông Ao, đối với ông Dan Ford là CEO của tập đoàn, thì ông bảo là ngoài chuyện mà ông rất là cảm động, thì cái câu chuyện của Tường và chắc chắn là câu chuyện của rất nhiều người chúng ta sẽ được xem thời gian gần đây sẽ thực sự chạm đến trái tim của ông. Ông nghĩ đến hơn 150,000 members của California Fitness and Yoga trong vòng 10 năm qua. Và có thể là không phải ai cũng có được cái góc nhìn cận vào những gì họ đã trải qua, những cuộc chiến đấu mà họ đã phải chiến đấu và chiến thắng. Có thể đó là với bệnh tật, bệnh béo phì, bệnh tim mạch, những cái chứng bệnh mà họ, về sức khỏe mà họ phải trải qua, những cái khó khăn trong tinh thần mà họ đã gặp phải. Và người ta cũng không nhìn thấy được những người như ông Al Morgan, như chị Tiểu Phương ở đây, những người đã bỏ ra rất nhiều người, rất nhiều thời gian, mà quan trọng hơn, bỏ ra trái tim, khối óc của họ để cùng đồng hành với những hội viên và giúp họ đi hành trình. Và bản thân mọi người có thể cảm nhận được là cái sự kết nối đó không thể là công việc, đó là kết nối trái tim, chạm trái tim. Và với một niềm tin là you are more and I am more too, right? Chúng tôi thực sự, mọi người nhìn vào Cali cũng vậy. Mọi người nhìn vào Cali như là một trung tâm để mọi người đến và tập luyện với máy móc. Nhưng mà chính là những con người đã tạo nên câu chuyện của California và sự thành công của chúng tôi trong suốt 10 năm qua. We are also more than you see. Nói về cái tagline mà I'm more than you see, thì cái người mà tạo ra cái câu chuyện này chính là người ngồi bên cạnh tôi ở đây, ông Randy Dobson, chairman của CMG Asia. Mr. Randy Dobson, now it's your turn, and I would like to ask you how and what inspiration you got to come up with this amazing campaign for everyone. What was your story? Câu chuyện của ông là gì? Well, I can't take credit for all of it. I mean, we have got an amazing team. But ultimately, you know, we've been around now for 10 years, and the genesis of our company was to make life better. And we always believed that if you're going to make life better, it should be fun, it should be entertaining, it should never be about sacrifice and discipline. It should be something that you want to do. So California's always represented entertainment and fun, and we've always used, you know, celebrities and models and these aspirational images. But I think sometimes the message gets lost and people just see the celebrities and the models, and they forget about the content, that it's really about making life better. And over 10 years, as Dane said, there's so many stories of people's lives transformed. Not just celebrities. I mean, the celebrities are fantastic, and we, you know, those are amazing stories of the obstacles that people have to overcome to be great and to achieve, you know, the things like Katung has achieved in her life. But there's lots of stories of regular people whose lives have been transformed by, you know, being members of California, by people like Al, by people like Fung, these trainers that are so dedicated to helping people transform and make a better life. So I felt like in our 10-year, for our 10-year anniversary, it was an opportunity, it was a responsibility for our organization to tell some of these stories of lives that have been made better, lives that have been transformed through fitness. Because for me, fitness is a foundation that you can build your life upon. And as Dane said, it's very personal for me as well as him, because we've overcome tremendous obstacles in our life, and all of us can go back to that one moment when
this, you know, mastering of your physical being, getting control of your life through fitness, allowed us to build an entire life on top of that foundation, and that's the message. So it's really about telling stories over the last 10 years about people who have overcame obstacles to ultimately achieve more than they ever thought that they could achieve, and that what lives in all of us is more than what we see on the surface. There's power in everybody that a lot of people don't necessarily see. And there's people that are tremendously successful and you don't know the story of the struggle, and that they're just regular people too who learned to overcome tremendous obstacles, and they did it through mastering their health and through their fitness, and that's the foundation to build your life upon. That's how you can make your life better. And that's why you are more than what people see on the surface, because it's what's inside of you that matters. It's what's inside of you that will help you to overcome and become the person that you were meant to become. Bạn có nhiều thời gian không ạ? Như là cái câu chuyện mà tôi có thể nói ngắn gọn về cái message của ông Brandy ở một số những cái điểm thôi. Thứ nhất ấy là tôi chúng tôi mọi người nhìn thấy Kali thì nhìn thấy như là các cái ngôi sao thường đến tập luyện, và những cái câu chuyện đó đôi khi xa vời, không có thực tế. Và cái câu chuyện của chúng tôi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cũng hình như là bị lãng quên. 10 năm qua, không chỉ Cát Tường mà rất là nhiều người đã chiến đấu, đã kể, đã viết nên câu chuyện của bản thân họ. Họ viết nên bởi vì họ tạo ra được cái nền tảng vững chắc cho bản thân họ. Đó chính là sức khỏe. Và thứ hai, đó là thể lực của bản thân họ và tinh thần của bản thân họ. Sức khỏe, thể lực và tinh thần. Hai cái yếu tố đó là cái yếu tố nền tảng để họ có thể trở thành bất cứ cái điều gì họ mong muốn, con người như thế nào họ mong muốn, ước mơ nào họ có. Và đối với chúng tôi thì đây là cái câu chuyện, là cái cơ hội để chúng tôi kể những cái câu chuyện đó lại cho tất cả mọi người, và cùng với mọi người có được một lần nữa nhìn thấy được rằng điều quan trọng nhất đối với chúng ta nằm trong chính bản thân chúng ta, nằm trong chính cách mà ta nghĩ về bản thân mình. Và chừng nào ta bắt đầu lo cho sức khỏe, cho tinh thần của ta, thì tất cả mọi việc còn lại sẽ chắc chắn sẽ đạt được. Và đối với tôi, I'm More Than You See thực sự là cơ hội để chúng tôi tạo ra những câu chuyện truyền cảm hứng như vậy. Và chúng tôi rất là mong có càng thêm càng nhiều những cái câu chuyện như vậy để kể. And now I think come to the last person in this table, Mr. Al Morgan. How do you feel? What do you think when seeing yourself and your dear Cát Tường on film? Well, actually, the first time I watched the video, I needed a tissue. because it makes me feel so, so very good that somebody actually got the message. And when it comes down to what we're really doing out, whether it be me or Miss Fung, is not just training the physical body, but actually training the mind. And once we have a strong mind, having a strong body is just the side effect. It's a very powerful, beautiful side effect. But the biggest result is that I get to see when I see that, is I get to see somebody now that has a strong mind. Thank you. Thank you. Ông Ao chia sẻ là lần đầu tiên ông ngồi xem cái video này, mà thực ra là tôi show cho ông coi, thì ông đã lấy rất nhiều khăn giấy lau nước mắt. Hôm nay thì cố gắng là không. Ông rất là mừng, và cá nhân ông bảo là tôi cảm thấy đây là cuối cùng thì đã có rất là nhiều người có được cái
nhận ra điều này cho bản thân họ. Bởi vì đối với tôi, hay là Tiểu Phương, hay là tất cả những người trainer mà chúng tôi đang làm việc, chúng tôi không hề luyện tập về cơ thể. Chúng tôi luyện cho mọi người về tinh thần. Tinh thần mới chính là chìa khóa của thành công. Bởi vì khi mà anh đã có được một cái tinh thần thép rồi, thì một cái cơ thể thép, một cái cơ thể mạnh, một cái cơ thể kiên cường, không bao giờ gục ngã trước bất cứ cái gì, chỉ là một cái gọi là một cái điều cộng thêm mà rất là đẹp, tuyệt đẹp mà anh có thêm mà thôi. Cho nên chúng tôi vẫn quay ngược lại bằng cách luyện cho họ tinh thần, và sau đó họ sẽ có cái cơ thể mà họ muốn. Như vậy thì Cát Tường, chị quay lại một câu cuối cùng để hỏi Cát Tường trước khi mà mọi người ở đây có bất cứ câu hỏi gì cho em thêm. Như mọi người thấy là I'm more than you see. Em đã kể câu chuyện đầu tiên ở đây rồi. Như vậy Cát Tường có còn câu chuyện nào I'm more mà muốn chia sẻ ngay tại đây cho mọi người nữa không? Có cái gì mà more and more and more hay không? More and more and more. 20 more, right? 20 more. Yay. Có lẽ là từng nghĩ cái cuối cùng của cái đích của cái việc mình tập luyện đó là như thầy nói là strong mind. Tường còn nhớ ngày đầu tiên Tường tập với thầy ECD thì năm cái hít đất đầu tiên thì mình đã mệt lắm rồi. Lúc đó thầy nói là welcome to real world. No pain, no gain. Thầy nói là mình biết là there's no shortcut to transform yourself. Mình không có cách nào có thể là bạn uống thảo dược hay cái gì đó để mà get slim, get fit. Nhưng mà cái strong mind này thì mình không có cách nào để mình đi đường tắt hết. Nó phải qua tôi luyện, nó phải qua tất cả mọi thứ. Và mình sẽ không biết mình yếu khi mà mình gặp vấn đề. Khi mà Tường gặp vấn đề á, thì Tường nhìn ra rất nhiều thứ ngoài cái chuyện là mình yếu về mặt sức khỏe. Mình gặp vấn đề thì mình mới thấy tâm hồn mình cũng yếu nữa. Người ta đụng mình chút cái mình đã đổ lỗi cho người ta. Người ta đụng mình chút thì mình nói là tại người này, tại người kia. Mà mình không dám nhận đó là của mình. Thì cái tâm hồn của mình cũng cần phải luyện tập như là mình tập cái body của mình. Một cái tinh thần thép để mình vượt qua mọi thứ một cách bền bỉ. Nhưng mà cái tâm hồn của mình thì Tường cũng more, cũng want it be more and more. More. Yeah. Right. Thế nên khi nào mà mình nhìn tất cả mọi chuyện giống như là dù cho cái lời tiêu cực hay cái lời tích cực hay tất cả mọi thứ mà mình cảm giác là mình nhận được hết và mình welcome được hết và mình nhìn thấy mình sai trước, thì lúc đó thì Tường mới dùng cái từ là lúc đó thì Tường mới đắc đạo. Chứ bây giờ mình thấy mình vẫn còn yếu lắm. Thì ai nói mình đụng mình chút cái mình á, tại sao anh nói tôi vậy? Tại sao chị nói tôi vậy? Chừng nào mà mình nghe hết tất cả mọi thứ mà mình vẫn im lặng và mình vẫn bình thản đi tiếp, thì lúc đó cái tâm của mình nó đã rất là strong và cái tinh thần của mình cũng strong và cái sức khỏe của mình cũng strong. Thì lúc đó cái đôi giày của Tường nghĩ là cái mình gọi là đôi giày đó để đi trên con đường của mình, nó đã được trang bị đầy đủ. Nền tảng mà mình có nếu nó vững thì có thể xây nhà bao nhiêu tầng cũng được, phải không ạ? Thực tế thì bây giờ Tường thấy so với hồi trước đây thì Tường đã bao nhiêu lần mua rồi? Mạnh hơn hồi trước bao nhiêu lần rồi? Tường nghĩ là cái hay của cuộc sống trong cái mình gọi là cái số phận của Tường, nó hay đặt Tường vào những tình huống mà làm cho Tường gỡ đi cái sự tự ti lắm. Ví dụ như Tường nói lại cái vụ The Voice Kids đi. Khi mà Tường nhận được cái lời mời đó, Tường bản thân Tường còn nghĩ là trời ơi, sao mà làm, trời nghĩ sao vậy, sao bây giờ thì không biết nữa. Thế là mình cũng đi cầu cứu rất nhiều người, mình đi tới những người thầy của mình nói là thầy ơi, bây giờ thầy dạy chỉ con làm sao đi thầy. Những cái người đó chỉ cười mình thôi và cười một cách bình thản và nói là con làm được.
con làm được. Thì tôi nghĩ là ở những cái thời khắc quan trọng thì những cái người có chuyên môn, ví dụ như trong trong gym thì có thầy Ao, trong âm nhạc của Tường thì Tường sẽ có một số người thầy để nói với mình là you did, you can do it. Thì mình mới mình lúc đó mình vẫn không có tin đâu. Và cho đến cái dòng đầu tiên khi mình ngồi ở đây, tất cả mọi người xem thì mọi người sẽ thấy Tường ban đầu rất là khép nép. Và Tường không có dám nói, Tường không có gì hết, Tường rất là phải suy nghĩ. Bởi vì nói gì thì nói, thì với một người mới có 3 năm trong nghề thì cái điều đó là có thể là nó quá sức, và cũng có thể là nó sẽ giết chết mình nếu mình không làm tốt nó. Thì từ từ Tường mới, khi mà Tường đưa mình vô thế rồi thì một là mình chết, hai là mình sống thôi. Thì mình phải làm một cách duy nhất là mình phải gắng sức mà làm. Tại vì mình nhờ tới ai thì họ cũng sẽ nói là không, con làm được, con tự làm đi. Không có cái thuyền nào hết, không có cái phao nào hết. Và khi ví dụ như thầy nói five more là five more, chứ không phải five more có nghĩa là lúc mà thấy mình đuối rồi thì thầy sẽ dừng lại, không có. Thì cuộc sống này tôi nghĩ nó cũng sẽ như vậy. Khi mà nó sẽ cố gắng quăng mình vô đó thì mày chịu 5 lần đau là 5 lần đau, chịu 5 cái khủng hoảng là 5 cái khủng hoảng, chứ cuộc sống nó không thấy mình mệt rồi mình nó sẽ nương tay cho mình, không không có cách nào hết. Cho nên là khi mà mình không có cái phao nào hết thì mình sẽ phải cố gắng thôi. Yeah. Cuộc sống cũng giống thầy Ao lắm Tường ạ. Nếu như mà thấy mình 5 lần mà mình sắp ngất rồi thì nó sẽ cho mình thêm 10 lần nữa. Đa số là vậy. Nhưng mà ai mà đã vượt qua được 5 lần đầu tiên chắc chắn vượt qua 10 lần tiếp theo. Còn ai mà 3 lần mà nằm lăn quay ra thì chắc chắn là bay lại 2 lần, 1 lần và càng ngày càng ít. Dạ. Đó như là một cái phép thử thôi, để thử xem là mình mua đến mức nào, đúng không mọi người? Cũng may là mình có những người xung quanh luôn luôn believe là I am more. Right? Cái vấn đề là mình không you believe mình. Vấn đề là mình không có believe mình. Yeah. Nhưng bây giờ believe chưa? Đã, rồi. Rồi. Một tràng vỗ tay cho Vũ Cát Tường, thưa quý vị. Ở đây có ai có thêm câu hỏi gì thêm cho Cát Tường không ạ? Cát Tường còn nói là chị ơi, chị có thể show lại cái clip thêm lần nữa không chị? cái clip hiện tại thì nó đã nằm ở trên YouTube. Ngay cái giờ phút này đã được release ở trên YouTube. Mình sẽ đọc cái hyperlink cho tất cả mọi người có thể xem bao nhiêu lần cũng được. YouTube, www.youtube.com và gạch chéo Kali Fitness Yoga VN. Một cái link thứ hai mọi người có thể truy cập ngay, đó là www.cfyc.com.vn. Tôi nhắc lại thêm một lần nữa, www.cfyc.com.vn. Video đã nằm sẵn chờ mọi người trên đó để xem. Không có gì mà vội vàng, coi càng nhiều càng tốt. Xin nhân chúng ta ngồi đây và nói I'm more, thì có một cái câu mà mình suy nghĩ là làm sao để cho tất cả những người ngồi trước màn hình ngay thời điểm này hoặc là sau này cảm thấy cũng như mình có một cái gì đó tương đồng với âm mô, có thể tham gia cùng với cái dự án này. Thì chúng tôi có một cái sự gọi là chuẩn bị sẵn dành cho các anh chị, các bạn. Ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng sẽ khởi động chính thức một cái cuộc thi những câu chuyện truyền cảm hứng I am more tại cái fanpage facebook.com/cfycvn. Cái cách tham gia rất dễ, có 5 bước. Bước thứ nhất, like trang facebook.com/cfycvn. Thứ hai là bạn đăng photo hoặc là video của bạn với nội dung chia sẻ câu chuyện của bạn mà mọi người chưa nhìn thấy. Thứ ba là bạn hashtag chữ hashtag I am more. Thứ tư là bạn tag thêm 5 người bạn thân của bạn để họ support bạn. Bởi vì càng nhiều người support thì bạn lại có giải càng cao.
đơn giản là vậy. Thứ năm là bạn gửi link, đăng bài bằng cách gửi inbox cho post cho chúng tôi ở trang CFYCVN trên Facebook. Mỗi tháng chúng tôi sẽ có giải thưởng. Thực ra là mỗi tuần chúng ta đã có giải thưởng rồi. Mỗi tuần thì một membership 6 tháng tại California Fitness and Yoga dành cho post có nhiều engage nhất. Engage có nghĩa là càng nhiều người nói, like, share, comment hay thậm chí angry cũng được tính. Thì nhiều nhất thì sẽ được nhận ngay 6 tháng, mỗi tuần một giải. Thứ hai là người nào mà có nhiều bạn bè tag vô, vậy tag bản thân họ vô, bởi vì câu chuyện của bạn hay quá hay là họ thương bạn quá, thì người đó cũng nhận một phần thưởng khác là một bộ áo quần thể thao để các bạn có thể bắt đầu luyện tập được ngay của hãng CA Active. Và cuối cùng đó là một cái giải mà ai cũng có thể chiến thắng được, đó là năm cái người mỗi tuần vào thứ hai. Thứ hai có nghĩa là đêm chủ nhật có thể gửi được ngay rồi. Gửi tin nhắn vào trong inbox của chúng tôi thì năm người đầu tiên cũng sẽ được nhận 5 phiếu tập một tháng tại các trung tâm California. Và các bạn vui lòng hãy truy cập Facebook của World Web, facebook.com/ CFYCVN để tham gia cuộc thi I Am More. Đó là cái thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn truyền đạt đến các bạn đang còn xem livestream ngay thời điểm này. Ở đây còn có anh chị nào có câu hỏi gì mà muốn hỏi các vị ở đây thì xin vui lòng cho mình biết để chúng ta tiếp tục ạ. Thưa xin chị Vân An ở báo VN Express phải không ạ? Cũng hỏi Tường hai câu. Câu thứ nhất là chị thấy lúc đầu Tường có chia sẻ là lúc khi mà mới đến với Cali thì Tường khá là tự ti về ngoại hình của mình, là do là Tường hơi mập. Thì chị không biết là cái sau cái quá trình luyện tập như vậy thì cái chỉ số hình thể nó đã thay đổi như thế nào? Cái này là âm less chứ không phải âm more đúng không mọi người? Và cụ thể là giảm được bao nhiêu ký hay là chiều cao rồi này nó có tăng gì được hơn hay không? Thứ hai là chị rất ấn tượng với cái hình ảnh em nhảy trên cái background này. Thì ở đây sẵn đây có cái mọi người có buổi tương nhảy không? Thì em có thể biểu diễn lại cho chị xem được không? Cảm ơn em. They want her to jump. Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị. Thì từ lúc đầu em tới đây thì người của em là 51 kg. Và nói chung là chân tay rồi nó không có rõ ràng đâu. Mọi thứ nó cục vậy đó. Thì nhìn nói chung là mình tự ti là một. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ là mình bị yếu về mặt sức bền. Khi mà mình muốn trở thành một cái performer, một cái người entertainer, bước lên sân khấu thì từng chỉ nghĩ đơn giản là thứ nhất là cái năng lượng của mình phải truyền cho bao nhiêu mấy trăm ngàn con người. Rồi cái thứ hai nữa là cái sức bền của mình và cái khả năng duy trì cái vocal của mình thì phải luyện tập sức bền thôi. Rồi còn về bây giờ thì em đang 46 kg. Thì thật ra là thể trạng của Tường thì ốm xuống nó rất là chậm mà phình lên thì nó rất là nhanh. Cho nên là trong 2 năm nhưng mà nhiều khi tập hùng hục mấy tháng trời xong chỉ cần đi show hay là nọ kia mà off cỡ khoảng 1 tuần, 2 tuần là thấy mập lại liền. Cho nên là nó cứ sụp xong rồi nó lên, nó sụp. Bây giờ chị muốn em làm liền không? Làm liền. Mọi người muốn đừng nhảy không? Thank you.
Như vậy thì có một cái bất ngờ khác. I think that's it for any other questions? Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Bây giờ mới là trò chơi thực sự. Cát Tường sẽ có một cái bất ngờ dành cho mọi người tham gia ở đây, là chúng ta sẽ có một cái cuộc thi đua nho nhỏ dành cho mọi người, và mọi người sẽ vui lòng lên đây. Tường, em có muốn lên challenge ai? Em muốn challenge ai? Who do em you want to challenge? Challenge hai nhà báo và hai nhà báo. Hai nhà báo tại vì Phú. Thường thì mọi người nghĩ là viết báo thì chỉ viết thôi, không cần tập đâu ha. Nhưng mà thôi, tập trung em cho vui lên đi anh. Dạ, mời anh Phú. Một tràng vỗ tay cho anh Phú nào. Okay. Phú. Your turn. One, two, two and a half. Nhảy lên nhảy xuống thôi. Đó. Thấy chưa? Okay, let's do it. One, two, three. Wow. High five, yes. Two, three, four, five, six, seven. You can do it. Eight, nine, and ten. Ooh, good job. Very good job. Challenge ai nữa? Người nào tham gia sẽ nhận được từ chị Cát Tường một tháng tập luyện tại California Fitness and Yoga. Năm người đầu tiên lên đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Ok, good. Chỉ cần nhảy ba lần hay bao nhiêu lần hả Tường? Một người nhảy bao nhiêu lần? I'll stand here and catch. How many times? Như vậy là một người ba lần thôi nha. Ba lần nào. Ba. Rồi. À, bước lên, high five với thầy một cái. Xong rồi bước xuống nhẹ nhàng. Rồi. Một tràng vỗ tay thật lớn mọi người ơi. Woo. Mời em tên gì? Châu, một tràng vỗ tay thiệt to cho Châu. Ba lần nha Châu. Two, three, okay. Very good. Next one, let's do it. Một, yes. Hai, ba, very good, giỏi quá. Rồi, mọi người cứ tưởng tượng chị Cát Tường một ngày là nhảy bao nhiêu lần Cát Tường? Bình quân thì khoảng 60 lần như vậy. Ok, một, hai, oh, cẩn thận, ba, ok, very good, rồi.
tất cả những người tham gia ở đây xin đến đây chụp hình lưu niệm và chị Vũ Cát Tường. Xin cảm ơn tất cả các anh chị nhà báo. Có bất cứ câu hỏi gì, vui lòng liên hệ team media của CMG. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Xin mời tất cả các bạn fan lên đây chụp hình chung với mèo luôn. Xin cho chút nhạc các anh ơi. Để chờ sẵn mọi người, mong mọi người ghé qua.